Hello, xin chào tất cả các anh em. Đây là con máy Ryobi Vitus. Khách tháo ra vào vệ sinh và vào dầu mỡ, nhưng khi lắp lại thì cái ổ bi, cái vòng bi mà cái khóa hai chiều nó bị ngược. Thì vay tới vay lui đều được. Và khi khóa qua thì nó bị ngược. Nó bị ngược. Nên là khách gửi lại, hôm nay mình chia sẻ đến các anh em là cái cách tháo ra vệ sinh châm dầu. Và đáng chú ý là cái cách để các anh em ráp vào cái vòng bi mà cái chỗ cái khóa hai chiều như thế nào để cho nó đúng. Cái đó cực kỳ quan trọng. Sau khi mình tháo ra là mình sẽ vệ sinh ở bên trong sạch sẽ hết. Các anh em để ý ha, đây là cái mát phanh của cái khóa hai chiều, nó có ba cái khe. Các anh em để ý thì ở trên cái body này nó có ba cái rãnh thì và cái này là cái gầm gạt có hai chiều. Các anh em để nha, cái rãnh gầm gạt có hai chiều thì ở trên cái mát phanh này nó có ba cái khe. Các anh em để nha, có hai cái khe, nó có hai cái chấm lũng này đó. Thì có một cái khe mà không có cái chấm thì các anh em để là có cái rãnh, để cái rãnh ở phía sau chỗ cái gầm gạt đó. Ok, các anh em lấy nó cực kỳ quan trọng, các anh em để lộn là sẽ không được ha. Khi châm dầu mỡ thì các anh em để ý, đây là hai cái lọ này, một lọ dầu và một lọ mỡ. Đây là cái lọ dầu, là dầu thì dùng để bôi trơn vào cái vòng bi, cũng như là cái vòng bi, tất cả các vòng bi các anh em mà nên châm dầu. Còn cái tiếp mở thì các anh em tra vào cái banh răng, cái hệ thống của cái máy quay. Tiếp theo đây là một cái công đoạn khá là quan trọng, đây là cái vòng bi, cái ổ bi khóa hai chiều để các anh em đặt vào cho nó đúng chiều để các anh em gắn cái lò xo. Khi các anh em gạt thì nó sẽ trả về. We'll be right back.
đến cái lò xo vào chỗ này để khi các anh em gạt thì nó kéo trả về. Không gắn cái lò xo này thì khi các anh em bật cái cần gạt lên thì nó sẽ không chạy ha, các anh em quay tới quay lui cũng được. Quá trình lắp ráp đã xong và máy đã hoạt động bình thường. Các bạn và các anh em thấy video hay thì cho mình một đăng ký kênh và một like. Xin cảm ơn tất cả các bạn và các anh em.